như vậy là chúng tôi bắt đầu là chương trình để tái khởi động và bắt đầu là lấy lại cái tiến độ như cái hồi mà chúng tôi cũng đã làm trong năm 2016-17. Thì hiện nay chúng ta đang đứng trên cái cống Tân Thuận thì nó khoảng độ 60%. Thì cái cống Tân Thuận thì nó chậm hơn so với một số cống khác. Đó là chúng tôi sẽ cần phải xử lý nền để đảm bảo được cái ổn định cho nhà dân phía phía bờ quận 7. Và cống Tân Thuận là cái mật độ mà giao thông thủy phải nói là lớn nhất trong cái vùng các cái sông Kiên Đập hiện nay. Thì cống Tân Thuận thì chúng tôi hy vọng rằng là cuối năm nay thì chúng tôi sẽ cố gắng là hoàn thành, và toàn bộ cái dự án là chúng tôi cũng cố gắng là đến cuối năm 2019 thì chúng tôi quyết tâm để hoàn thành cái dự án cho nó xong và đưa vào để mà vận hành để hạn chế cái tối đa cái việc là coi như ngập lụt do triều và hỗ trợ cho cái việc thoát nước trong cái đô thị Hồ Chí Minh. Toàn cái bộ cái tuyến đê kè thì chủ yếu là nó nằm ở là coi như là tuyến quận 7 và Nhà Bè. Và hiện nay quận 7 Nhà Bè cũng cam kết cái lộ trình là 30 tháng 6 để mà bàn giao. Và hiện nay chúng tôi cũng đang làm cái kè, cũng thuê đất người dân để làm cái kè để tiết kiệm thời gian như thế. Còn lại một số cái vị trí mà người phải giải quyết cho người dân thì chúng tôi bắt đầu tiếp tục làm.